được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Ông Cao Thắng và Giàng Phù Rể bị bắt thực hiện thử thách ăn chanh trước khi rước dâu. Những hình ảnh được rò rỉ từ hậu trường lễ rước dâu của đông nhi ông Cao Thắng đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Sáng sớm 8 tháng 11 hôm nay, đông nhi và ông Cao Thắng tổ chức lễ rước dâu theo nghi thức truyền thống với sự góp mặt của hai bên gia đình, bạn bè thân thiết. Không như nhiều cặp đôi ngôi sao khác, đông nhi và ông Cao Thắng thoải mái cho báo chí truyền thông tác nghiệp tại lễ rước dâu. Tại nhà riêng của đông nhi, truyền thông và người dân đứng kín một góc đường. Hơn 100 người hâm mộ của cặp đôi đã diện đồng phục là áo dài sơ mi trắng để mừng hạnh phúc cho thần tượng. Hình ảnh này thu hút vô số sự chú ý. Ngoài ra, một chi tiết hot khác trong lễ rước dâu của Đông Nhi và ông Cao Thắng chính là dàn phù dâu phụ rể. Về phía nhà trai, Song Luân, Anh Tú, Đờ Vôi và các thành viên nhóm Unify đã có mặt tại nhà ông Cao Thắng từ sáng sớm. Giang Mỹ Nam diện vết xám lịch lãm, khoe vẻ điển trai khó khưỡng. Trong khi đó, ở phía nhà Đông Nhi, dàn phù dâu cũng hot không kém với Khổng Tú Quỳnh, nhóm Lippy, các học trò của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Giang Mỹ Nữ diện áo dài hồng pastel, khoe vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính. Dàn phụ rể toàn những gương mặt hot của làng giải trí như Song Luân, nhóm Unify. Ai cũng rạng rỡ chiếc sờ ghi của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Dàn phù dâu có sự góp mặt của Khổng Tú Quỳnh và nhóm Lippy. Các cô gái khoe vẻ xinh đẹp dịu dàng trong áo dài màu hồng pastel. Khoảng 8 giờ 30, ông Cao Thắng đã có mặt tại nhà riêng của Đông Nhi. Nam ca sĩ diện vest lịch lãm cùng bố mẹ ruột và dàn phụ rể bước vào khu vực cổng nhà, đồng thời đón nhận thử thách từ gia đình nhà gái. Dàn phụ rể bị thử thách về sức khỏe khi phải nâng một người bên nhà gái lên xuống 10 lần. Sau đó, cả ông Cao Thắng cùng Song Luân, Unify đều trải qua thử thách ăn chanh. Nhìn biểu cảm của dàn sao khi phải ăn miếng chanh do nhà gái chuẩn bị, những người có mặt không khỏi bật cười. Ông Cao Thắng cùng dàn phụ rể chuẩn bị tiến vào nhà cô dâu. Ông Cao Thắng và dàn phụ rể phải thực hiện thử thách của nhà gái là ăn chanh trước khi tiến vào rước dâu. Nhìn biểu cảm của dàn sao, những người có mặt không khỏi bật cười.